Rồi, xin chào anh chị và bạn trở lại với chuyên đồng xe hơi. Vừa làm bàn giao cũng ký kết hai cái xe này thì hôm nay em quay lại cho anh chị mẫu Ford Ranger XLS AT. Bản này thì bên em bán khá chạy từ đầu tháng giờ cũng đâu đó vào khoảng hơn chục xe rồi. Đó. Ở đây là bản một cầu số tự động nhá. Với cái xe hình thức như này. Đó, thì chúng ta có 3 lựa chọn. Một là số sàn, hai là số tự động, ba là hai cầu số tự động nhé. Đấy, giá nó cụ thể đâu đó là 665 triệu cho phiên bản một cầu số tự động, 688 triệu, xin lỗi, 665 triệu cho phiên bản một cầu số sàn, 688 triệu cho phiên bản một cầu số tự động và 756 triệu cho phiên bản hai cầu số tự động. Về nội ngoại thất hình thức thì ba mẫu xe này gần như là không có khác biệt, chỉ khác biệt duy nhất về cấu hình hộp số một cầu hai cầu thôi. Bên em bán thì đa phần sẽ là một cầu số động, giá 688 triệu, hiện nay lăn bánh tại tỉnh như ở Bắc Ninh này, nó sẽ đâu đó dao động vào khoảng 730-740, có thể hơn một chút nhé. Tuy nhiên chúng ta vẫn được khuyến mại một số phụ kiện kèm theo xe. Thời điểm này thì toàn bộ các đầu xe thì đều có khuyến mại giảm giá, tiền mặt tặng kèm phụ kiện. Cái này thì tùy cái nhu cầu của mình để lựa chọn tư vấn thôi. Đấy, xe này thì nó có một số cái vẫn phải làm, nhưng một số cái thì nó có sẵn rồi. Đây chúng ta có ghế nỉ này, các bác nhìn nhá. Mình về làm thêm bộ ghế da thôi, giá cỡ trung bình là loại đẹp lắm rồi. Màn hình thì có sẵn rồi, cam lùi được trang bị trên phiên bản này rồi. Phanh cơ, phanh tay thì cái này không can thiệp được. Đây, năm nay thì nó có thêm các chế độ lái này, vẫn có cân bằng điện tử rồi. Cruise control các thứ thì vẫn đầy đủ nhá. Giới hạn tốc độ lim cũng có luôn. Năm nay cũng có thêm cả auto pha cốt. Đây, ra thì em cũng không khuyên các bác là lên để auto quá, mình vẫn nên chủ động để tránh khó chịu cho người đối diện, nó chỉ là hỗ trợ thôi ạ. Cảm quan ở đây nó còn một cái nhược điểm là chìa khóa cơ. Đây mình làm bộ đèn nổ start stop là đẹp. 688 triệu cho phiên bản một cầu số tự động nhé. Bản số sàn bên em bán thì khuyến mại sẽ được nhiều hơn, gần như nó là cái quy luật tất yếu rồi. Số sàn thì lúc nào sẽ được ưu đãi nhiều hơn. Bản hai cầu số tự động thì hiện nay giá cũng khá hợp lý, tuy nhiên thì mình sẽ phải chờ xe lâu hơn một chút nhé. Đấy, bên em thì chuẩn bị bàn giao chiếc xe màu xám này rồi, xám và trắng. Đấy, mình có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp qua bên em để xem xe, nhất là các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội. Đấy, các tỉnh lân cận bên em hỗ trợ được tốt hơn. Hiện nay thì lãi suất vay mua thời điểm này, vay bán tải thì tốt nhất hiện nay chúng ta có Shinhan Bank, tuy nhiên thì yêu cầu tài chính cũng khá là cao. Có gói vay 5 năm thực sự rất là hợp lý ạ, 9,19% trong 6 tháng đầu và khoảng 10,4% trong 5-4 tháng tiếp theo. Gói này thì mình trả gốc cả lãi hàng tháng, thực sự là rất là mềm trong cái thời điểm mặt bằng chung lãi suất nó dao động khoảng 13-14%. Đúng không ạ? Rồi, lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 700. Nên các bác cân nhắc giúp em nhé. Chiếc xe bán chạy nhất khúc như này. Với các bác mà lần đầu tìm hiểu Ford Ranger thì em có thể yêu qua một số ưu điểm. Nhất là chúng ta có đầy đủ pha cốt halogen, bi halogen, đầy đủ để pha cốt, đèn bi. Cái này chúng ta có thể xử lý độ đẽo, nhưng mà thời điểm này đăng kiểm nó làm khá gắt nên em cũng khuyên là mình thật ra cái đèn này cũng rất là đủ dùng rồi. Nhiều bác nó hơi yếu mà em nghĩ là 2023 thì update lên thì mình cũng đã đủ cái hiệu năng sử dụng rồi, mà cũng tránh lên độ đèn bi để mình đăng kiểm nó dễ. Camera trước, camera sau. Camera sau, camera lùi đã có rồi. Đấy, còn nội thất trên xe thì nguyên bản của nó sẽ không có cái lót thùng cao su rồi nhé.
Đấy, lót thùng này là khách hàng này là bọn em tặng kèm trong gói phụ kiện rồi. Xe thì chở tải, đi làm, bạn này đi làm chở tải, đi gia đình đều đẹp. Giá cả hợp lý. Các bác ở các bác xem video có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em. Con này em quay nhiều quá rồi, nói thì cũng hơi dài dòng, sau này em quay review lại một lần cho anh chị xem. Rồi, xin chào lại trong những cái video tiếp theo.